Đâu đi đâu đi đâu ấy, xin chào mọi người, lại là Vân Vân đây. Ai đó mọi người biết là Vân Vân đi đâu đấy? Rẽ trái mà sao lại bật đèn xin ngang bên phải cứ chứ trời ấy, lú không chịu được này. Và tiếp theo chương trình đó chính là trả lời 10 vạn câu hỏi vì sao, và câu trả lời của mình đó chính là quán chim su. Mà mình không hiểu tại sao quán lại lúc chim su, lúc cái nick Facebook của ông chủ quán là Sơn Chim Su. Cứ nghĩ ra ngồi view biển thì đồ ăn, đồ uống là phải đắt cơ. Nhưng mà nhìn menu ok phết nhỉ. Thế là mình quay xe order ngay một cốc bạc xỉu ngang xỉu dọc dưới vẻ đẹp cute phô mai que hột me của chị pha chế. Vì không có sữa tươi trân châu đen bạc đỏ tình với chị nên mình quyết định cầm lấy số bàn và đi xuống tìm chỗ ngồi. Đường bao biển mà hoàn thiện được trong mùa hè này thì hết sẩy con bà bảy luôn. Mà đi đến đây mới biết rằng là tối nay có chương trình ca nhạc ấy chứ. Mà từ từ đã, trong lúc đợi nước thì mình với con vĩ cơ mà đã chạy xuống biển. Trời ơi công ơi, biển này nhiều nước dã man. Không chỉ mỗi bé cơm mà các bé khác cũng đến biển để chơi nè, chụp bắn nè. Cái gương nó hách dáng thế không biết, 1m50 mà nhìn như 1m52 trời ạ. Đây lè, đây mới là nước tôi order nè. Trà chanh, sữa xoài và trà hoa quả. Mình thích nhất là trà hoa quả, ở đây rất nhiều topping và có cả trân châu trắng nữa. Còn gì tuyệt vời hơn khi vừa uống nước vừa phóng tầm mắt ra ngoài biển là những anh chàng sau một cái body gọi là nóng bỏng hết nước chấm luôn. Nhưng mà thực ra thì mình thích ngắm các chị hơn. Thấy mấy bé cứ ngồi đi chơi trông như trẻ trâu. Tức là mình lại ngồi thử. Ê, mấy đứa già kia ngồi chơi tạm nhá, cho chị chơi cái này một tí đã, rồi tí quay lại chơi sau nha. Ban nhạc thì đang chạy chương trình, nhưng mà các chị cứ hát đi nhá, em ăn cái đã. May mà có âm nhạc và cái món sụn gà rang muối nó ngon gì đâu ấy. Thế nên là mình đã quên mất rằng là mình đã chờ đồ ăn cũng khá là lâu. Nhìn này, chuẩn bị cơm chó này. Úi giời ơi cơm chó. Khi bạn hỏi cái gương này có hot không? Đây này nữa. Khi hoàng hôn buông xuống là diều sẽ lên đèn. À, biển đã lên đèn lung linh chưa? Có chương trình ca nhạc nên không thể bỏ lỡ được. Gọi ngay các bạn ra đây và order thêm một cốc Milo sữa nữa. Uầy, đi trà cổ mà cứ nghĩ là mình đang ở Phú Quốc các bạn ạ. Chương trình ca nhạc bắt đầu và bạn cơm bạn ấy bảo là bạn ấy lên test thử xem là ca sĩ quát nhép không. Phải ngồi từ chiều thì mới chiếm một cái slot đẹp như thế này mới có thể nhìn rõ được các anh đẹp trai trong ban nhạc được. Từ chiều đến giờ rồi, phải về thôi. Không mẹ mắng. Con cơm nó đâu nhỉ? À, nó đi chào tạm biệt ban nhạc cái này. Bye bye mọi người nha.